Hi, xin chào tất cả các bạn. Đây là con quang trở và tôi sẽ thí nghiệm nó nào. Các bạn thấy không, con quang trở này 5 kg. Khi chiếu ánh sáng vào, nó chỉ còn có vài trăm ohm thôi. Không phải một mình quang trở mà rất là nhiều loại khác. Mình gọi đó là cảm biến. Vậy thì các bạn hãy theo dõi bài học hôm nay nha. Khá là quan trọng đấy. Biến này là cái biến để mình biết được nó thay đổi, gọi là biến. Các bạn nói biến cố là sự thay đổi, biến biến là mất tiêu luôn, chút thì mất tiêu. Rồi bây giờ ví dụ như đây là điện, đây là điện 12V nè, đúng không? Chạy qua đây, qua đây nè, qua đây. Khi mà có ánh nắng vô á, thấy không? Khi mà ánh nắng vô thì ở đây không có ánh nắng á, thì ở đây là nhiêu? 3V, 3V, tại vì nó cản trở nhiều. Nếu đây là cái con quang trở 12V qua con quang trở, không có ánh nắng, 3V. Có ánh nắng chiếu xuống, ví dụ như chiếu xuống 200 lớp, 200 lút, thì lập tức ở chỗ này ra là 12V, là 11V. Tùy theo ánh nắng gọi thấp hay cao, dù là từ 6V cho tới 12V. Rồi, thấy không? Rồi, tiếp tục. Ví dụ như đây là cái con quang trở nhiệt độ như là 70 độ C, thì khi mà cái quang trở này, con 70 độ C này nè, con này nè, 70 độ C này nè, đó, nó đủ nhiệt độ đây nè, 70 độ C, lấy con này lập tức ngưng, thì bên đây là không volt, đây 12V, mà ở đây á, nó 70 độ C ngắt thì nó không volt, nhưng mà chưa có 70 độ C này á. Thì đây là 12V. Còn đây là thí nghiệm về nhiệt trở. Đây là cảm biến điện trở nhiệt. Khi mà đủ nhiệt độ ghi trên thông số của thân nó thì nó sẽ tự ngắt. Các bạn thấy không? Quá tuyệt vời. Rồi, tiếp tục các bạn hãy xem. Các bạn nắm không? Vậy thì người ta mới ứng dụng trong cái đời sống xã hội của chúng ta là như thế này. Đó, ở đây người ta cho một con điện trở nữa. À, hoặc là không, cái trong mức mặt thiết kế mình tùy theo cơ ứng biến nha. Rồi bây giờ ở đây nè, dài qua đây người ta mắc một cái con tăng si to, một cái tải mát nha, mát đây là tải. Cái tải này là bóng đèn motor hay là bất kỳ cái quái quỷ gì trên xã hội này, nó muốn hoạt, mình muốn hoạt động, đúng không? Dạ. Thì cái con tăng to đây gồm có cực B nè, cực C nè, và cực E. Cứ tăng to là các bạn tìm cái bài tăng to là các bạn học nha. Có dòng hay không có dòng, có xung hay không có xung, thì cái con tăng to này dẫn hay là không dẫn, như vậy thôi. Có người mở cửa các bạn vô nhà, vậy thôi, xong. Rồi, từ đây nè. Đó, C. Đây là điện nguồn nha. Rồi. Khi mà các bạn mắc theo cái mạch này nè. Ở đây điện đây có, bên đây chưa có nè, chưa có kích được vô con này, thấy không? Ví dụ như con này là con nhiệt độ đi ha, con này là con nhiệt độ nè. Con biến trở nhiệt độ. Nhiệt độ. Độ C đi. Độ C. Mình ví dụ như mình cho nó là 50 độ C. Rồi, 50 độ C là cái con này nó ngắt. Thì đầu tiên á, là 12V ở đây nè, có 12V đây, đúng không các bạn? Đúng không? Rồi, 12V có ở đây, thì sẽ làm mở cổng cái con này, điện dẫn xuống với con này chạy, tải chạy, có nghĩa là đèn sáng, motor sáng, máy lạnh sáng, tất cả đều sáng, đó. Nhưng mà sáng chói, sáng chói là chói chán, tại thầy chói chán. Rồi, bây giờ để kiểm soát được cái dòng này thì người ta phải gắn cái con điện trở nha các bạn. Thì cái này là tùy theo thiết kế của mỗi người. Đó, cái mặt thiết kế mà người ta gắn con điện trở R đây nè. R đây để người ta căn chỉnh để đưa cái xung điện vào con này. Con này tùy theo con thuận hay là con nghịch. Ví dụ như con thuận á thì nó cần dương ở đây. Con nghịch thì nó cần nguồn âm. Thì đó. Ở con nghịch thì còn nguồn dương, con thuận thì còn nguồn âm. Thì bây giờ mình giải quyết vấn đề này bằng cách là gì?
điện đây tôi qua đây, qua đây đây chạy, đang chạy nè, tự nhiên nhiệt độ nóng xuống ở đây ngắt, không có điện đó, coi như là điện nó không xuống đây được, nó ngắt ở đây nè đó, con này nó ngắt ở trong đây nè ha, trong đây đi, trong đây chứ bạn dễ dễ thấy nè, đỏ nó ngắt ở đây, đỏ nó ngắt ở đây. Như vậy thì điện qua đây đủ 50 độ C ngắt xong qua đây, thì những cái máy sinh tố nó cũng hay làm cái gì các bạn, nó làm cái gì đó, từ đây chạy qua đây, chạy đây, chạy đây tới đây ngắt tại. Rồi như vậy thì các bạn biết ứng dụng của những con biến trở đó là như thế nào không? Bây giờ con biến trở này nó không phải là con biến trở nhiệt độ nữa, mà nó là con điện biến trở gì? Đó, bây giờ cao cấp hơn nè, con biến trở gì? À, đây mình gắn con biến trở. Biến trở nước được không? Mưa được không? Mưa, rồi mưa. Khi mà có tiếng cơn giúp mưa ở đây đó, thì ở đây là sao? Lại có một cái là nó cho dẫn điện qua hoặc kích cái con này mở qua cái càng gạt nước mưa chạy. Rồi ở đây là cảm biến gì ta? À, còn nhiều cảm biến đó, cảm biến gái ha. Gái đi ha, gái. Khi con gái đi ngang ha, nhận biết và mở cổng ra đèn sáng lên, con gái đèn sáng rồi. Còn khi có con trai ha, khi có con trai mở cổng ra ha. Khi có con trai cái này không nhúc nhích là ưu tiên cho phụ nữ. Rồi, khi cảm biến này nè, các bạn gắn cái gì cũng được hết. Và thế hệ cảm biến là một cái thế hệ tương lai nhất, và sẽ kết nối rất là nhiều cái cảm biến vô trong cái điện thoại của chúng ta. Ví dụ như chúng ta kết hợp vô điện thoại rồi chúng ta bật cảm biến từng cái những thiết bị của mình và mình nói chuyện với nó à, giống như 4.0 vậy ha các bạn ha. Rồi như vậy thì cảm biến này nè rất là nhiều cảm biến, và video sau thì thầy Mò sẽ hướng dẫn cho các bạn những loại cảm biến thông dụng mà các bạn chế cháo được nha. Rồi vậy các bạn thấy tới đây các bạn hiểu không nè, các bạn hiểu cho số 1 nha, các bạn hiểu cho số 1. Rồi nếu các bạn không hiểu thì cho số 0. Vậy thì các bạn chế cái cảm biến này đi ha. Và tao cũng đã từng hướng dẫn cho các bạn chế một cái bộ cảm biến, đó là bộ đồ nghề. Khi các bạn chạm tay vào thì nó sẽ bị cúp cầu dao, hoặc là các bạn sửa những cái máy bị chạm chập, bị tắt nguồn đó, là các bạn thấy không, đèn nó sẽ sáng lên. Thì đây cũng là một cái dạng cảm biến, nhớ không các bạn, cũng một là dạng cảm biến. Một cái bộ này cũng gọi là một cái bộ cảm biến mà chúng ta đã tích hợp lại nhiều thứ trong đây. Các bạn mà chưa biết bài này thì các bạn xem lại bài 46 và học kỹ cái bài an toàn điện, thì chúng ta có thể làm được nhiều điều. Sửa điện tử, điện sống thì phải quan tâm đến tính mạng của người thợ, đó là một điều chúng ta phải làm. Cảm biến con trộm nè, đó, cảm biến cái gì cũng được hết, đó, cảm biến thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cái cảm biến nữa nha. Rồi ok, bye bye, xin chào tạm biệt các bạn nha, nhớ đăng ký kênh và follow.